vậy cho em. Nè, chị ấy tên là Tây Thi, còn tôi người ta thường gọi là Công Thi. Sao lại có cái tên Công Thi và Tây Thi? Trời đất ơi, cái ông này ngốc ngớt chị nha. Tại vì chị ấy ở lạc phía Tây, còn tôi nè ở lạc phía Đông. Cả hai cùng tên Thi, mà sắc đẹp lại còn nghe nhau nữa. Người ta gọi như thế để dễ dàng phân biệt, hiểu chưa? Cái ông ngốc ngớt. Dạ, xin chị cô nương thứ lỗi. Phạm lẽ tôi đối chí tôi mới làm sai, lời hồ đồ gây thất nhân tâm. Dạ, xin thông hiểu cho kẻ đa tham thầm lo cho non nước. Dạ, Phạm đại phu, tôi em tôi sơ thất nên không biết. Xin Phạm đại phu thứ nhiệm mặt con. Dạ, là những nhiều dạ con lời mạo phạm chú quan ăn tội. Không sao, nhìn chị cô nương hãy đứng lên à. Ba cương.
Hương ở đây nữa à? Dạ, kính chào Văn Dũng đại phương. Vậy thì hai người chuẩn bị yết kiến Chúa Công. Trâm Hiên Lệ, tất cả hãy đứng lên. Đội ơn Chúa Công. Nàng đẹp quá. Nàng tên là gì? Dạ, thần tên gọi là A Thương. Vì nhà ở phía Tây nên người ta thường gọi thằng là Tây Tây. Tây Tây Chúa Công. A Thương mà nàng con gái đã có lần thần nhắc đến cùng với Chúa Công. A Thương, nàng hãy vào trong đợi ta trong chiếc lát. Dạ, mặc phép Chúa Công, thần dạ. Xin có. Thần xin ngươi có. Người biết tự nhiên. A Cương, tâu Chúa Công. Nàng con gái A Cương mà lão bốc sư đã nhắc tới. Ngô đế suy tàn tại A Cương. Ngô đế suy tàn tại A Cương. Giờ hỏi ta thấy Phạm Đại Cương và nàng ấy đang luôn
Thank you.